Ôn tập trang 79. Mục tiêu các em cần đạt được qua bài học này là đọc trôi chảy, rành mạch toàn bài các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26, hiểu được nội dung và trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mục tiêu thứ hai, biết đặt và trả lời câu hỏi với vì sao, biết đáp lời đồng ý. Trước hết, ta vào bài 1, trang 79, ôn luyện lại tập đọc và học thuộc lòng. Đọc trôi chảy, rành mạch toàn bài các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng 1 phút. Hiểu được nội dung đoạn bài, trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc. Cô mời các bạn vào bài 2, trang 79. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. A. Sơn ca khô cả họng vì khát. B. Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập yêu cầu chúng ta tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Vậy câu hỏi vì sao dùng để hỏi về nội dung gì? Câu hỏi vì sao dùng để hỏi về nguyên nhân, lý do của sự việc nào đó. Bây giờ các em hãy bấm dừng video, đọc kỹ từng câu, nhớ lại kiến thức đã học và suy nghĩ làm bài nhé. Cô cho các em 1 phút, thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết, chúng ta cùng sửa bài nào. Các em hãy xem câu A. Sơn ca khô cả họng vì khát. Vì sao sơn ca khô cả họng? Vì khác. Vậy, cụm từ vì khác trả lời câu hỏi cho bộ phận vì sao trong câu sơn ca khô cả họng vì khác. Tương tự ở câu B, vì mưa to nước suối dâng ngập hai bờ. Vì sao nước suối dâng ngập hai bờ? Vì mưa to. Vậy, cụm từ vì mưa to trả lời câu hỏi cho bộ phận vì sao của câu vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ. Ở bài tập này, các em đã tìm được bộ phận trả lời câu hỏi cho vì sao rồi. Muốn hỏi về nguyên nhân, lý do của sự việc nào đó, chúng ta sẽ dùng vì sao. Các em hãy vận dụng kiến thức vừa ôn để đi vào bài tập tiếp theo nhé. Cô mời các em vào bài 3, trang 79, đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. A. Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca. B. Vì mãi chơi đến mùa đông ve không có gì ăn. Cô cho các bạn thời gian 1 phút để các bạn suy nghĩ và làm bài. Thời gian 1 phút bắt đầu. Thời gian đã hết, chúng ta cùng sửa bài nào. Câu A. Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca. Những từ ngữ nào trong câu A được in đậm nào các em? Đúng rồi, vì thương xót sơn ca. Bộ phận này dùng để chỉ điều gì? À đúng rồi, chỉ về nguyên nhân, lý do của sự việc bông cúc héo lả đi. Vậy, ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào hả các em? À đúng rồi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Vì sao bông cúc héo lả đi? Chấm hỏi. Tương tự ở câu B. Vì mãi chơi đến mùa đông ve không có gì ăn. Những từ ngữ nào trong câu B này được in đậm? Đúng rồi, vì mãi chơi. Bộ phận này dùng để chỉ điều gì nào các em? À, để chỉ về nguyên nhân. Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn? Chấm hỏi. Qua bài tập này, chúng ta vừa ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Các em cần ghi nhớ, vì sao là bộ phận dùng để hỏi khi nói về nguyên nhân, lý do của sự việc nào đó.
Tiếp theo chúng ta cùng nhau ôn tập cách đáp lời đồng ý trong tình huống giao tiếp cụ thể ở bài 4 trang 79. Nói lời đáp của em trong trường hợp sau: mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ. Bây giờ các em bấm dừng video, đọc kỹ câu hỏi và nhớ về kiến thức đã học, suy nghĩ và làm bài nhé. Các em có thời gian 1 phút, 1 phút bắt đầu. Thời gian đã hết. Sau đây, cô xin giới thiệu cách đáp lời của cô. Ôi, mẹ thật tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ ạ. Các bạn có thể có cách đáp lời khác với cô, miễn sao khi các em đáp lời đồng ý thì thể hiện thái độ lịch sự đúng mực để người nghe cảm thấy được vui vẻ. Tiếp theo, cô mời các bạn vào tiết 8, ôn tập trang 79. Mục tiêu của tiết 8, chúng ta có 2 mục tiêu chính. Thứ nhất, đọc trôi chảy rành mạch toàn bài các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26, hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mục tiêu thứ hai, củng cố vốn từ qua trò chơi ô chữ. Hết chúng ta vào bài 1 trang 79. Ôn luyện lại tập đọc và học thuộc lòng. Đọc trôi chảy rành mạch toàn bài các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26, tốc độ khoảng 45 tiếng một phút. Hiểu được nội dung đoạn bài, trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn đọc. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện từ và câu. Qua bài tập này, chúng ta sẽ nắm được một số từ ngữ thuộc các chủ đề mà chúng ta đã học thông qua trò chơi ô chữ. Ô chữ của cô có 8 dòng, mỗi dòng là một gợi ý. Dựa vào các gợi ý, các bạn sẽ tìm ra được đáp án và điền đáp án theo hàng ngang. Sau khi trả lời xong 8 dòng này thì từ ở cột dọc sẽ xuất hiện. Bây giờ cô mời các bạn vào trò chơi ô chữ. Ô chữ gồm 8 dòng, mỗi dòng là một gợi ý. Dựa vào gợi ý, các em đoán từ và điền các chữ cái theo hàng ngang. Lưu ý, mỗi ô là một chữ cái, cô sẽ làm mẫu dòng 1. Người cưới công chúa Mị Nương có 7 chữ cái. Các em đoán ra là ai chưa nào? Đúng rồi, đó là Sơn Tinh. Dòng 2. Mùa rét lạnh có 4 chữ cái. 4 mùa xuân hạ thu đông, mùa nào là mùa rét các bạn? À, là mùa đông. Dòng 3. Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo, vân vân có 7 chữ cái. Cơ quan nào mà phụ trách chuyển thư của các bạn từ nơi này sang nơi khác? À, đó là bưu điện. Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp, có 8 chữ cái. Ngày nào mà các bạn có thể xách lồng đèn đi chơi mà có trăng thiệt là đẹp nào? Đúng rồi, đó là ngày Trung Thu. Dòng 5. Nơi chứa sách báo cho mọi người đọc có 7 chữ cái. Các bạn nhớ lại trong trường chúng ta nơi nào chứa sách báo truyền cho các bạn đọc trong giờ ra chơi nào? Đúng rồi, đó là thư viện. Dòng 6. Con vật đi lạch bạch có 3 chữ cái. Dễ quá phải không các bạn? Đó là con vịt. Dòng 7. Trái nghĩa với dữ có 4 chữ cái. Bạn nào có đáp án giống với cô nào? Đó là hiền. Dòng 8. Tên con sông đẹp ở thành phố Huế có 9 chữ cái. Đây là con sông đã tạo cho Huế một nét đẹp riêng, rất êm đềm và quyến rũ. Con sông này chúng ta đã được học ở tuần 26. Các bạn biết là con sông nào không? Đúng rồi, đó là con sông Hương. Các em thấy từ cột dọc xuất hiện chưa nào? Hãy đọc to theo cô: sông Tiền. Sông Tiền nằm ở miền Tây Nam Bộ, là một trong hai nhánh sông lớn của sông Mekong chảy vào Việt Nam. Nhánh còn lại là sông Hậu. Năm 2000, cây cầu Mỹ Thuận rất to và đẹp bắc qua sông Tiền đã được khánh thành đó các em.